hay bao cho nữ tử Sion. Này vua, ngươi đã đến nơi rồi, người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời. Israel hãy mừng vui lên, vì hôm nay Ngài đến thăm người. Nào mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc tụng. Gieo vang lời hoan hô cùng vỗ tay mừng, vì thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào hàng.